Để giống như kiểu là anh ấy luôn luôn nhìn mình và nhắc nhở mình rằng là em ơi, làm nó đi, nhanh lên, có đến gặp anh, nhanh lên. Xin chào các bạn đang đến với Bếp Công Chúa. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 bước để lập một kế hoạch giảm cân cụ thể và hiệu quả. Đối với bản thân mình thì giảm cân nó giống như là một công việc và cái hành trình giảm cân nó là một cái chiến dịch. Và để chiến dịch đó có thể thắng lợi thì chúng mình cần có một kế hoạch cụ thể và chi tiết. Việc lập kế hoạch giảm cân nghe thì có vẻ sách vở nhưng mà lại hoàn toàn thực tế. Nó sẽ giúp cho chúng mình kiểu bon bon đi trên một cái con đường đã được vạch sẵn, tránh cái tình trạng là mông lung không biết làm gì và không biết bắt đầu từ đâu. Và ở mỗi một cái bước thì mình sẽ lấy ví dụ về cái trường hợp của mình để mọi người dễ hình dung hơn. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Bước 1, nghiên cứu. Nghe có vẻ rất là vĩ mô đúng không? Nghiên cứu môi trường, nghiên cứu đối thủ, vân vân mây mây. Thế nhưng mà ở giảm cân thì mình sẽ dùng một cái từ nó gần gũi hơn, đấy là tìm hiểu. Chúng mình sẽ tìm hiểu xem là hiện có những phương pháp giảm cân nào, những phương pháp đó thực hiện ra sao, cần những cái điều kiện gì. Chúng mình sẽ tìm hiểu cụ thể những cái trường hợp mọi người đã giảm cân thành công như thế nào. Lưu ý là ở cái phần này mọi người đừng nên thần thánh hóa quá một ai đó. Một cái phương pháp giảm cân có thể hiệu quả với người này nhưng chưa chắc đã thành công với người khác. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Chúng mình có làm y gì như cái cô A đấy rồi mà đến lúc không giảm được cân như cô ấy thì cũng đừng quay sang ghét cô ấy nhá. Thương cô A. Tiếp nữa, một cái cực kỳ quan trọng đấy là các bạn hãy tìm hiểu về chính bản thân các bạn. Chúng mình phải hiểu về cái cơ thể của chúng mình nhất, hiểu về bản thân mình nhất thì mới có thể lên được một cái kế hoạch phù hợp được, đúng không nào? Hơn nữa thì trong cái việc giảm cân, cái đối thủ lớn nhất và có lẽ mình nghĩ là duy nhất đấy chính là bản thân chúng ta. Chúng mình phải đấu tranh với những cái cám dỗ bên trong mình và hiểu địch thì trăm trận trăm thắng. Go! Để tìm hiểu về bản thân thì mình áp dụng luôn cái cách mà phân tích SWOT. Cái này mà bạn nào biết rồi thì chúng mình sẽ tìm hiểu 4 phần, đấy là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối với cái việc giảm cân này, thách thức và cơ hội khi mà chúng mình thực hiện cái việc giảm cân vào cái thời điểm này là gì. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ để cho mọi người có thể dễ hình dung hơn nhá. Điểm mạnh ví dụ như là tôi là một người nấu ăn rất là giỏi, tôi có kiến thức về dinh dưỡng, tôi tập thể thao rất là siêu. Đó, điểm yếu ví dụ như là tôi là một người rất là dễ bỏ cuộc, rất là dễ nản chí. Cơ hội có thể là bố mẹ tôi đang ủng hộ tôi hoàn toàn, sẵn sàng cung ứng mọi nguồn lực cho tôi để có thể giảm cân. Cái này là trường hợp của mình đấy. Cuối cùng thì sau khi chúng mình đã tìm hiểu tất cả những điều trên thì hãy rút ra một cái kết luận rằng mình cảm thấy là mình phù hợp với lại cái phương pháp giảm cân nào. Kết thúc bước 1. Bước số 2 đó là xác lập mục đích và mục tiêu. Về mục đích thì các bạn hãy tự trả lời cái câu hỏi tại sao. Tại sao chúng mình cần giảm cân, tại sao chúng mình nên giảm cân và tại sao chúng mình phải giảm cân. Mình nghĩ là mọi người nên trả lời cái câu hỏi tại sao phải giảm cân đấy. Bởi vì là đó là cái lúc mà cái mức độ cấp bách nó đã lên đến cao nhất rồi. Nhắc về cái lý do giảm cân thì theo quan sát của mình có thể tạm chia thành hai nhóm. Thứ nhất đấy là nhóm lý do ngắn hạn, thứ hai là nhóm lý do dài hạn. Lý do ngắn hạn thì thường là các bạn giảm cân để phục vụ cho một cái sự kiện nào đó sắp diễn ra trong một thời gian gần. Ví dụ như tuần sau là đám cưới người yêu cũ, 2 tuần nữa là chúng mình phải chụp kỷ yếu, đó. Và chính vì nó là phục vụ cho một cái sự kiện cụ thể thôi, thế nên là nó sẽ chỉ mang tính chất thời điểm, không bền vững và nó sẽ không phù hợp với những bạn nào có mong muốn giảm một số lượng cân lớn và lâu dài. Cái nhóm lý do dài hạn thì mình lại có thể chia ra thành 2 trường hợp. Một là giảm cân vì chính bản thân mình, 2 đó là giảm cân vì những người xung quanh. Giảm cân vì chính bản thân mình là bản thân mình cảm thấy rằng tôi phải giảm cân để tôi đẹp hơn, để tôi tự tin hơn. Giảm cân vì những người xung quanh thì nó lại có rất là nhiều những cái câu chuyện. Ví dụ như là bạn muốn làm một công việc nào đó và công việc đó đòi hỏi cái ngoại hình. Bạn thích một cái anh này và anh này anh ấy không thích bạn bởi vì bạn béo. Những người xung quanh chê bai body shaming bạn và bạn cảm thấy rất là khó chịu về cái điều đó, bạn phải giảm cân để cho họ biết mặt. Đấy, thì tất cả những cái câu chuyện đấy nó nằm trong cái trường hợp là giảm cân vì những người xung quanh. Và mình nghĩ rằng là khi nào bạn tìm ra được cái điểm giao thoa giữa cái trường hợp giảm cân vì chính bản thân mình và giảm cân vì những người xung quanh, đó là cái lúc mà bạn đã hứng hực khí thế và đầy quyết tâm để có thể giảm cân được rồi đấy. Mọi người đừng nghĩ rằng giảm cân vì những người xung quanh là xấu nhá. Mình giảm cân không phải là mình phải sống theo ý họ, mà họ giống như là một cái chất xúc tác giúp mình giảm cân nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và tin mình đi, đến khi mà các bạn giảm cân thành công rồi ấy, thì các bạn nhiều khi có thể phải cảm ơn những cái người đấy ấy. Thật sự luôn.
Như vậy các bạn hãy tự trả lời cho mình cái câu hỏi là tại sao các bạn phải giảm cân để tìm ra được cái mục đích của mình nhé. Về mục tiêu thì chúng mình hãy đặt ra mục tiêu một cách cụ thể và có tính khả thi. Cụ thể thì cụ thể là cụ thể có nghĩa là giảm bao nhiêu cân và trong thời gian bao lâu. Ví dụ giảm 5 cân trong vòng 1 tháng, giảm 15 cân trong vòng 3 tháng, giảm 25 cân trong vòng 5 tháng, giống như là mình. Thực ra nó cũng không phải là cái mục tiêu ban đầu của mình đâu. Lúc đầu mình chỉ định giảm khoảng 15 cân trong vòng 3 tháng để mình kiểu mau chóng quay trở lại làm việc thôi. Thế nhưng mà cái lúc đấy là chưa được tròn 3 tháng thì mình đã giảm được 15 cân rồi. Thế nên là kiểu máu quá nên là bon, nên là tiếp tục bảo là thôi giảm nốt, phải giảm nốt đến khi nào mà thất sinh thì thôi. Bắt đầu lên trên. Tính khả thi có nghĩa là bạn nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành được cái mục tiêu đó và nó an toàn, nó khoa học. Việc giảm 3 đến 4 cân quanh quanh cái khoảng đó trong vòng 1 tháng là an toàn nhá. Còn cái việc mà các bạn kiểu làm theo những cái tip như là đánh bay 7 cân trong vòng 1 tuần, đánh bay 20 cân trong vòng 1 tháng ấy, thì theo mình thì đừng. Hãy nhớ rằng là cái mục đích, mục tiêu này các bạn đừng chỉ nghĩ nó ở trong đầu. Hãy viết nó ra giấy và dán ở khắp nơi xung quanh bạn, những cái nơi mà bạn dễ dàng nhìn thấy nhất, những cái nơi mà bạn đi qua nhiều nhất. Ví dụ như là trên bàn học, trên bàn làm việc, ở trước gương, ở trong nhà vệ sinh, ở trên đầu giường, ở tủ lạnh, ở bất cứ đâu. Để nó luôn luôn đập vào mắt mình, nhắc mình rằng là có một cái mục tiêu như thế đấy và hoàn thành nó đi. Có một cái gợi ý là nếu như mà bạn thần tượng một cái anh nào đấy ấy, thì có thể dán luôn hình của cái anh đấy ở bên cạnh cái mục tiêu của mình, để giống như kiểu là anh ấy luôn luôn nhìn mình và nhắc nhở mình rằng là em ơi, làm nó đi, nhanh lên, có đến gặp anh, nhanh lên. Nhanh lên. Bước thứ ba nào, đó là lập kế hoạch hành động. Cái bước này thực chất nó là việc các bạn cụ thể hóa cái phương pháp mà các bạn đã lựa chọn ở phần 1 nghiên cứu để đạt được cái mục tiêu mà các bạn đã đề ra ở phần 2. Đối với giảm cân thường thì nó sẽ chỉ có 3 cái mảng chính thôi, đấy là ăn uống, tập luyện và tinh thần. Đối với từng mảng thì chúng mình lại cụ thể hóa nó ra, như là ăn uống chẳng hạn. Thì cái cách ăn các bạn lựa chọn là gì, nguyên tắc của cách ăn đó thế nào, thường sẽ có những cái món gì, nguyên liệu gì, gia vị gì, chúng mình cần mua những cái gì. Đối với tập luyện thì chúng mình tập luyện phương pháp gì, tập ở đâu. Tinh thần thì chúng mình liệt kê ra xem là những cái cách nào giúp cho chúng mình có thể gọi là giữ được cái tinh thần lạc quan thoải mái nhất. Các bạn càng cụ thể hóa ra bao nhiêu thì nó sẽ càng tốt bấy nhiêu. Cụ thể đến cái lúc nào mà không thể cụ thể được nữa thì đấy chính là cái phần mà các bạn cần làm rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ về cái trường hợp của mình đi nha. Cách ăn thì mình lựa chọn cách ăn đó là eat clean, bởi vì nó không phải là một chế độ ăn, nó là một cái phong cách ăn và mình có thể dễ dàng duy trì nó, chứ không phải kiểu hà khắc phải cố gắng nghĩ xem là ngày hôm nay tôi chỉ được ăn cái gì thôi và tôi không được ăn cái gì. Như thế thì sẽ rất là áp lực. Mình tìm hiểu về các cái nguyên tắc ăn của eat clean. Ví dụ như kiểu là ăn đầy đủ tất cả các cái nhóm chất này, ăn nhiều rau xanh trái cây, uống nhiều nước, hạn chế đồ chiên rán, đồ đóng hộp, mình cắt hoàn toàn đường tinh luyện. Đó, mình tìm hiểu những cái nguyên tắc. Từ những cái nguyên tắc đó thì mình hiểu được là mình sử dụng những cái nguyên liệu gì, những cái gia vị gì, và mình lên kế hoạch mua những cái nguyên liệu, những cái thực phẩm đó ở đâu. Về tập luyện thì nhân đây mình cũng xin trả lời các bạn có hỏi mình rằng là trong 5 cái tháng giảm cân đó mình có tập luyện hay không, thì mình có tập luyện các bạn ạ. Và mình tập theo hình thức đó là group X. Về hình thức này có nghĩa là các bạn sẽ tập theo một lớp, một nhóm và tập theo nhạc có huấn luyện viên bên trên và các bạn sẽ tập theo ở bên dưới. Mình lựa chọn cái hình thức này bởi vì là thật ra mình là một đứa khá là mau chán. Thế nên là cái việc mà tập có đồng bọn, có chị em cùng chí hướng xung quanh, rồi là có nhạc nhẽo thay đổi hàng ngày, nó giúp cho mình cảm thấy hưng phấn hơn và mình cảm thấy phù hợp với bản thân. Thế nên là mình đã lựa chọn nó. Còn về địa điểm tập thì các bạn cứ thử search Group X thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái trung tâm, và kể cả những trung tâm tập gym bây giờ cũng rất là nhiều nơi có cái hình thức này rồi. Cái này thì các bạn hãy lựa chọn dựa trên cái điều kiện của các bạn nhé. Về tinh thần thì may quá mình lại là một đứa cực kỳ lạc quan và luôn biết cách làm cho bản thân mình vui. Thế nên là mình không có gặp quá là nhiều khó khăn trong cái phần này. Các bạn có thể lên một cái timeline cực kỳ chi tiết cho cái phần này nhé. Ví dụ như kiểu là tháng 1 sẽ chia ra là 4 tuần. Tuần 1 ngày thứ 2 mình ăn gì, tập gì. Ngày thứ 3 mình ăn gì, mình tập gì. Đó, chi tiết đến tận mức đó cơ. Và về cái kế hoạch này thì mình nghĩ rằng các bạn nên lập một cái file Excel để có thể quản lý và theo dõi một cách tốt nhất. Bước 4 đó là dự trù ngân sách và nguồn lực. Về nguồn lực thì chắc chắn đó chính là chúng ta, gia đình, bạn bè cũng có thể hỗ trợ. Về ngân sách
thì chúng mình hãy dựa trên những cái công việc chi tiết mà đã liệt kê ra ở bước 3, cái phần lập kế hoạch hành động ấy, để mà dự trù xem là với cái cách ăn như thế thì một tháng chúng mình có thể hết bao nhiêu tiền, mình mua cái vé tập đó hết bao nhiêu. Chúng mình sẽ cộng tổng lại để xem là dự trù sẽ hết khoảng bao nhiêu tiền trong vòng một tháng. Với cái khoản tiền đó thì chúng mình có đủ để tự chi trả hay không, hoặc là nếu không thì chúng mình có thể xin tài trợ ở đâu không. Bước 5, bước cuối cùng rồi, đó chính là đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm. Thật ra là cái lúc mà giảm cân xong ấy thì cũng kiểu sướng lắm rồi, chắc là chả nhớ cái kế hoạch và cái bước này là cái gì đâu. Thế nhưng mà ý mình ở đây đấy là nếu như mà bạn đã giảm cân thành công rồi thì có thể là hãy đúc rút lại những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của bản thân và chia sẻ lại với cho mọi người, giống như kiểu là mình đang làm đây. Trên đây mình đã chia sẻ với các bạn 5 bước để lập một kế hoạch giảm cân cụ thể và hiệu quả rồi. Còn một điểm nữa, nó giống như là một cái chiến thuật giảm cân mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy là đừng nghĩ quá nhiều về ngày mai, hãy làm tốt hôm nay đi đã. Các bạn đừng vội nghĩ đến việc là ngày mai chúng mình phải tập bao nhiêu tiếng, chúng mình phải ăn những cái gì, mà hãy tận hưởng cái ngày hôm nay đi đã. Bởi vì là nếu cứ nghĩ quá nhiều đến ngày mai, ngày kia thì chúng mình sẽ bị áp lực hơn rất là nhiều. Ngày mai là chuyện của ngày mai đúng không? Cứ làm tốt ngày hôm nay đi đã, ngày mai thế nào cũng đến, yên tâm. Ngày kia cũng sẽ đến và ngày thì chúng mình giảm cân được cũng sẽ đến. Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay của mình có thể giúp ích cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy nó hiệu quả thì hãy chia sẻ video này nhé. Và hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhé. Còn bây giờ thì hãy lập kế hoạch giảm cân ngay đi nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Tạm biệt, hẹn gặp lại nha.